Bài kinh số 29 Kinh Thanh Tịnh Basadika Sutta 164 Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dòng tộc sắc Thích Ca, trong vườn xoài của một gia đình Thích Ca tên là Phê Đanh Nha. Lúc bấy giờ, Ni-gantha Natabutta, Ni Kiền tử, vừa mới tạ thế ở Ba Pa. Sau khi vị này tạ thế, các vị ni găng tha chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và tàn hại nhau với binh khí miệng lưỡi. Ngươi không biết pháp và luật này. Tôi biết pháp và luật này. Sao ngươi có thể biết pháp và luật này? Ngươi đã phạm vào tà kiến. Tôi mới thật đúng chánh kiến. Lời nói của tôi mới tương ưng. Lời nói của ngươi không tương ưng. Những điều đáng nói trước, ngươi lại nói sau những điều đáng nói sau ngươi lại nói trước chủ kiến của ngươi đã bị bài bác câu nói của ngươi đã bị dèm pha ngươi đã bị thuyết bại hãy đến mà giải vây lời nói ấy nếu có thể được gắn thoát ra khỏi lối bí hình như các đệ tử của nigantha natabutta muốn tàn hại lẫn nhau chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng của nigantha natabutta cũng chán ngấy cơ hiểm và phản đối các vị nigantha Vị pháp và luật của họ đã được trình bày, tuyên bố một cách vụng về. Không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết, tháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. 165 Rồi Sa-di Chunda, sau khi an cư mùa mưa ở Bava, đến thăm tôn giả Ananda, Anang, ở làng Sama, sau khi đến đảnh lễ tôn giả Ananda và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Saji Chunda bạch tôn giả Ananda. Bạch Thế Tôn, Tha Natabutta đã tự trần ở Bava. Sau khi vị này tạ thế, các Tha chia ra làm hai phái, vân vân. Tháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Saji Chunda Này Hiền giả Chunda Đây là vấn đề đáng đưa ra Để ý kiến Thế Tôn Này Hiền giả Chunda Chúng ta hãy đi ý kiến Thế Tôn Sau khi đến sông Chúng ta hãy trình bày vấn đề này Để Thế Tôn biết Bạch Tôn giả Vân Sau khi Chunda Vân đáp Tôn giả Ananda Rồi Tôn giả Ananda Cùng với Saji Chunda đi đến ý kiến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Saji Chunda có nói: "Ni ganda Natabutta đã từ trần ở Bava. Sau khi vị này từ trần, các vị Ni Tha chia ra làm hai phái, vân vân, tháp Y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ." 166 Này Chuyên Đa, như vậy, ở đây Pháp và Luật đã được trình bày, tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Chuyên Đa, ở đây có vị đạo sư không phải là chánh đẳng giác, Pháp được trình bày, tuyên bố một cách vụn về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và người đệ tử trong pháp này không thực hành và an trú trong pháp và tùy pháp, không sống đúng chánh hạnh, không sống đúng với pháp, sống vượt ra ngoài pháp. Người đệ tử ấy cần được nói như sau. Này hiền giả, thật là lợi ích cho ngươi, thật khéo chứng đắc cho ngươi. Đạo sư của ngươi không phải là vị chánh đẳng giác. Pháp của ngươi đã được trình bày, tuyên bố một cách bụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên bố, và ngươi trong pháp này không thực hành và an trú trong pháp và tùy pháp, không sống đúng chánh hạnh, không sống đúng với pháp, vượt ra ngoài pháp. Này Chunda, như vậy, ở đây vị đạo sư đáng bị quở trách, ở đây pháp đáng bị quở trách, nhưng ở đây đệ tử đáng được tán thán. Này Chunda, với vị đệ tử như vậy nên nói như sau này đại đức dầu đại đức thực hành đúng như pháp vị đạo sư đã dạy và trình bày ai khuyến khích ai được khuyến khích ai được khuyến khích rồi như thật thi hành tất cả đều không có phước báo vì sao vậy này chuyên đa vì pháp và luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về không có hiệu năng hướng dẫn không hướng đến an tịnh không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết 167 Này Chunda, ở đây vị đạo sư không là vị chánh đẳng giác và Pháp được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và vị đệ tử trong Pháp này sống thực hành Pháp và tụy Pháp, sống theo chánh hạnh, sống đúng với Pháp, sống thuận theo Pháp. Người này nên được nói như sau. Này hiền giả, thật không lợi ích cho ngươi thật không khéo chứng đắc cho ngươi vị đạo sư của ngươi không là vị chánh đẳng giác và pháp được trình bày tuyên bố một cách vụng về không có hiệu năng hướng dẫn không hướng đến an tịnh không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết nhưng ngươi trong pháp này sống thực hành pháp và tùy pháp sống theo chánh hành sống đúng với pháp sống thuận theo pháp này chunda ở đây vị đạo sư đáng bị quở trách ở đây pháp đáng bị quở trách, ở đây vị đệ tử cũng đáng bị quở trách. Này Chunda, với vị đệ tử như vậy, có ai nói như sao? Thật vậy, đại đức thực hành chánh lý thì sẽ thành tựu chánh lý. Người khen, người được khen, người được khen như vậy lại càng cố gắng tinh tấn hơn nữa, tất cả đều không được phước đức. Vì sao vậy? Này Chunda, vị pháp và luật được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến thanh tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. 168 Này Chuyên Đa, ở đây vị đạo sư là vị chánh đẳng giác, Pháp được khéo giảng và trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Vị đệ tử trong Pháp này sống không thực hành Pháp và tùy Pháp sống không theo chánh hạnh, sống không đúng với pháp, sống không thuận theo pháp. Vị đệ tử ấy cần phải được nói, này hiền giả, thật không lợi ích cho ngươi, thật không khéo chứng đắc cho ngươi. Vị đạo sư của ngươi là vị chánh đẳng giác, pháp được khéo tuyên bố, trình bày có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Nhưng ngươi trong pháp này sống không thực hành pháp và tùy pháp sống không theo chánh hạnh, sống không đúng với pháp, sống không thuận theo pháp. Này đa, ở đây vị đạo sư đáng được tán thán, ở đây pháp đáng được tán thán, ở đây vị đệ tử đáng bị quở trách. Với vị đệ tử như vậy, có ai nói như sao? Đại đức hãy thực hành đúng như pháp, do vị đạo sư của đại đức trình bày và tuyên thuyết. Ai khuyến khích, ai được khuyến khích ai được khuyến khích rồi như thật thi hành, tất cả đều được phước báo. Vì sao vậy? Này chuyên đa, vì pháp và luật này khéo thuyết, khéo trình bày là như vậy, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. 169 Này chuyên đa, ở đây vị đạo sư là vị chánh đẳng giác, pháp được khéo tuyên thuyết và trình bày, có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tịnh do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết vị đệ tử trong pháp này sống thực hành pháp và tùy pháp sống thành tựu chánh hạnh sống đúng với pháp sống thuận theo pháp người đệ tử ấy cần được nói như sau này hiền giả thật là lợi ích cho ngươi thật khéo chứng đắc cho ngươi vị đạo sư của ngươi là vị chánh đẳng giác pháp được khéo tuyên thuyết được khéo trình bày có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tịnh do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết và ngươi trong pháp này sống thực hành pháp và tùy pháp sống thành tựu chánh hạnh sống đúng với pháp sống thuận theo pháp này Chunda đa như vậy ở đây vị đạo sư đáng được tán thán ở đây pháp đáng được tán thán ở đây vị đệ tử cũng đáng được tán thán này Chunda đa với vị đệ tử như vậy có ai nói như sao Thật vậy, đại đức thực hành chánh lý thì sẽ thành tựu chánh lý. Người khen, người được khen, người được khen như vậy lại càng cố gắng tinh tấn thực hành. Tất cả đều được nhiều công đức. Vì sao vậy? Này chuyên đa, vì pháp và luật được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày như vậy, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. 170 này chunda ở đây vị đạo sư xuất hiện ở đời là bậc a la hán chánh đẳng giác và pháp được khéo tuyên thuyết được khéo trình bày có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tịnh do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết các vị đệ tử chưa được tinh thông diệu pháp và phạm hạnh hoàn toàn phiên mãn chưa được tỏ lộ cho các vị này chưa được trình bày rõ ràng với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ chưa được trở thành diệu dụng chưa được khéo trình bày cho chư thiên và loài người, thì vị đạo sư viên tịch. Này chuyên đa, đối với vị đạo sư như vậy, nếu viên tịch, các đệ tử sẽ ưu tư rất nhiều. Vì sao vậy? Vị đạo sư của chúng ta xuất hiện ở đời và Pháp được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh. Do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết, nhưng chúng ta chưa được tinh thông diệu Pháp, phạm hạnh hoàn toàn viên mãn chưa được tỏ lộ cho chúng ta với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ chưa được trở thành diệu dụng chưa được khéo trình bày cho chư thiên và loài người thì vị đạo sư của chúng ta viên tịch này Chunda, vị đạo sư như vậy mà viên tịch các vị đệ tử có sự ưu tư 171 Này Chunda, ở đây vị đạo sư xuất hiện ở đời bậc a la hán chánh đẳng giác và pháp được khéo tuyên bố được khéo trình bày có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tịnh do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết và các vị đệ tử được tinh thông diệu pháp phạm hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ cho các vị ấy với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ được trở thành diệu dụng được khéo trình bày cho chư thiên và loài người và vị đạo sư của những vị ấy viên tịch này chunda vị đạo sư như vậy nếu viên tịch các vị đệ tử không có ưu tư vì cớ sao vị đạo sư của chúng ta xuất hiện ở đời là bậc a-la-hán chánh đẳng giác pháp được khéo tuyên thuyết được khéo trình bày có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tịnh được vị chánh đẳng giác tuyên thuyết còn chúng ta được tinh thông diệu pháp phạm hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ cho chúng ta biết với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho chư thiên và loài người. Rồi vị đạo sư của chúng ta viên tịch. Này Chunda, vị đạo sư như vậy mà viên tịch, các đệ tử không có ưu tư. 172 Này Chunda, khi nào phạm hạnh được đầy đủ những chi phần? Nếu không có một vị đạo sư là một vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng lão. Một phạm hạnh như vậy được xem là không viên mãn trong trường hợp như vậy. Này chuyên đa, nếu phạm hạnh được đầy đủ những chi phần như vậy và nếu có vị đạo sư là một vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng lão, một phạm hạnh như vậy được xem là viên mãn trong trường hợp như vậy. 173. Này chuyên đa, khi nào phạm hạnh được đầy đủ chi phần? Có vị đạo sư là vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng lão, nhưng không có các vị thượng tọa tỉ kheo. Những vị đệ tử là những vị sáng suốt, tự điều phục, vô úy, đa văn, đã đạt đến sự an ổn. Có thể thuyết diệu pháp, với giáo lý ngoại đạo được khởi lên, có thể khéo nhiếp phục với giáo pháp của mình có thể thuyết diệu pháp bức tư nghị, như vậy phạm hạnh này không thể viên mãn bởi chi phần này. 174 Này Chunda, khi nào phạm hạnh được đầy đủ về những phương diện này? Có vị đạo sư là vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng lão và có những vị thượng tọa tỷ kheo, những vị đệ tử, vân vân nhưng nếu không có các vị trung lạp tỷ kheo những vị đệ tử vân vân có các vị trung lạp tỷ kheo những vị đệ tử vân vân nhưng nếu không có các vị hạ lạp tỷ kheo những vị đệ tử vân vân có các vị hạ lạp tỷ kheo những vị đệ tử vân vân nhưng nếu không có các vị trưởng lão tỷ kheo ni các vị đệ tử vân vân có các vị trưởng lão tỷ kheo ni các vị đệ tử vân vân. Nhưng nếu không có các vị trung lạp tỷ kheo ni, các vị đệ tử, vân vân. Nếu có các vị trung lạp tỷ kheo ni, các vị đệ tử, vân vân. Nhưng nếu không có các vị hạ lạp tỷ kheo ni, các vị đệ tử, vân vân. Có các vị hạ lạp tỷ kheo ni, các vị đệ tử, vân vân. Nhưng nếu không có nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc áo trắng, sống theo phạm hạnh, vân vân có những nam cư sĩ đệ tử những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh vân vân nhưng nếu không có những nam cư sĩ đệ tử những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc vân vân có những nam cư sĩ đệ tử những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc vân vân nhưng nếu không có những nữ cư sĩ đệ tử những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh vân vân có những nữ cư sĩ đệ tử những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh vân vân nhưng nếu không có những nữ cư sĩ đệ tử những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc vân vân có những nữ cư sĩ đệ tử những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc vân vân phạm hạnh như vậy nếu không được thành công hưng thịnh phát triển và phổ thông một cách rộng rãi khéo tuyên bố giữa các người vân vân. Phạm hạnh như vậy được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa các người, nhưng không đạt được danh xưng và lợi dưỡng một cách tối thắng. Phạm hạnh như vậy không được viên mãn về phương diện này. Này Chunda, khi nào phạm hạnh được đầy đủ với những phương diện này? Có vị đạo sư là thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng đã đến tuổi trưởng lão và những vị thượng tọa là những bậc tỷ kheo, những vị đệ tử sáng suốt, tự điều phục, vân vân, thuyết pháp diệu dụng, có trung lạp tỷ kheo đệ tử, vân vân, có hạ lạp tỷ kheo đệ tử, vân vân, có trưởng lão tỷ kheo ni đệ tử, vân vân, có trung lạp tỷ kheo ni đệ tử, vân vân, có hạ lạp tỷ kheo ni đệ tử, vân vân, có nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh, có nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc. Có nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh, có những vị nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc. Phạm hạnh như vậy được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa chư thiên và loài người đạt được danh xưng và lợi dưỡng một cách tối thắng. Phạm hạnh như vậy được viên mãn về phương diện này. 175 Này Chunda, nay ta hiện tại là bậc đạo sư xuất hiện ở đời, là bậc A la hán chánh đẳng giác và pháp được khéo tuyên bố, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn hướng đến an tịnh, được vị chánh đẳng giác trình bày. Và các vị đệ tử của ta tinh thông diệu pháp phạm hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ được trở thành diệu dụng được khéo trình bày cho chư thiên và loài người này chunda nay ta là vị đạo sư trưởng lão có nhiều kinh nghiệm xuất gia đã lâu ngày đã đến tuổi trưởng thượng đã đến tuổi trưởng lão này chunda nay ta có những vị thượng tọa tỷ kheo đệ tử sáng suốt tự biết điều phục vô úy đa văn đã đạt đến sự an ổn, có thể thuyết diệu pháp. Đối với giáo lý ngoại đạo được khởi lên, có thể khéo nhiếp phục với giáo pháp của mình, có thể thuyết diệu pháp bất khả tư nghị. Này Chunda, ta, ta lại có những trung lạp tỷ kheo sáng suốt, vân vân. Này Chunda, nay ta có những vị hạ lạp tỷ kheo đệ tử, vân vân. Này Chunda, nay ta có những vị trưởng lão tỷ kheo ni đệ tử, vân vân. Này Chunda, nay ta có những vị trung lạp tỷ kheo ni đệ tử, vân vân. Này Chunda, nay ta có những vị hạ lạp tỷ kheo ni đệ tử, vân vân. Này Chunda, nay ta có những vị nam cư sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh, vân vân. Này Chunda, nay ta có những vị nam cư sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc, vân vân này chunda nay ta có những vị nữ cư sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh vân vân này chunda nay ta có những vị nữ cư sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc vân vân này chunda nay phạm hạnh của ta được thành công hưng thịnh phát triển và phổ thông một cách rộng rãi khéo tuyên bố giữa chư thiên và loài người 176 Này Chunda, đối với tất cả những vị đạo sư nay xuất hiện ở đời, Này Chunda, ta không thấy một vị đạo sư nào khác có thể bằng ta về phương diện lợi dưỡng và danh xương tối thượng. Này Chunda, đối với tất cả các đoàn thể, các hội chúng nay xuất hiện ở đời, Này Chunda, ta không thấy một đoàn thể nào khác có thể bằng đoàn thể tỷ kheo về phương diện lợi dưỡng và danh xưng tối thượng. Nếu có thể, khi tả một phạm hạnh thành tựu hết thể tướng, không thiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn. Vị này nếu tuyên bố đúng đắn sẽ tuyên bố như sau. Thành tựu hết thể tướng, vân vân. Phạm hạnh được khéo tuyên bố. Này Chunda, Uddaka, con của Rama, thường nói. Thấy mà không thấy. Thấy cái gì mà không thấy? với một con dao sắc bén chỉ thấy lưỡi dao không thấy khía cạnh sắc bén của dao này chunda đấy là nghĩa của câu thấy mà không thấy này chunda ở đây uddaka con của rama đề cập đến một vật đê tiện hạ liệt thuộc về phàm phu không xứng bậc thánh không có lợi ích nói về con dao này chunda nếu nói đúng đắn câu thấy mà không thấy thời phải nói như sau thấy mà không thấy, vì ấy thấy cái gì mà không thấy. Một phạm hạnh thành tựu hết thể tướng, đầy đủ hết thể tướng, không thiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình bày. Chính vị ấy thấy phạm hạnh này. Nếu vị ấy trừ bớt một phương diện nào tại một chỗ nào, nghĩ rằng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không thấy gì. Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào tại một chỗ nào. Nghĩ rằng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn Vì ấy sẽ không thấy gì Nếu vì ấy thêm vào một phương diện nào Tại một chỗ nào Nghĩ rằng làm vậy được viên mãn hơn Vì ấy sẽ không thấy gì Như vậy gọi là Thấy mà không thấy Này Chunda Nếu có ai khi tả một phạm hạnh Thành tựu hết thể tướng Vân vân Được khéo tuyên bố một cách viên mãn Nếu có ai khi tả một phạm hạnh Thành tựu hết thể tướng Vân vân phạm hạnh được khéo tuyên bố, vị ấy sẽ tuyên bố đúng đắn như sau. Phạm hạnh này sẽ thành tựu hết thảy tướng, cụ túc hết thảy tướng, không thiếu thốn, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình bày. 177 Do vậy, này chuyên đa, những pháp do ta tự chứng tri và tuyên bố cho các ngươi, tất cả các ngươi hãy hội hợp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi nhau nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau để cho phạm hạnh này được tồn tại lâu dài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Này chuyên đa, thế nào là những pháp do ta tự chứng tri và tuyên bố cho các ngươi? Tất cả các ngươi hãy hội hợp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi nhau, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau các câu với nhau để cho phạm hạnh này được tồn tại lâu dài được an trú lâu dài vì hạnh phúc cho muôn loài vì an lạc cho muôn loài vì lòng thương tưởng cho đời vì lợi ích vì an lạc cho chư thiên và cho loài người những pháp ấy là bốn niệm xứ bốn chánh cần bốn như ý túc năm căn năm lực bảy giác chi tám thánh đạo này chunda những pháp ấy do ta tự chứng tri và tuyên bố cho các ngươi, tất cả các ngươi hãy hội hợp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi nhau, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau để cho phạm hạnh này được tồn tại lâu dài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc của muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. 178 này chunda các ngươi hãy hội họp với nhau trong tinh thần hòa đồng và tương kính không có tranh luận nhau có vị đồng phạm hạnh nói pháp giữa tăng chúng nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức này nắm giữ sai lạc hay hành văn sai lạc các ngươi không nên tán thán không nên bác bỏ không tán thán không bác bỏ các ngươi nên nói với vị ấy này hiền giả với nghĩa này cách hành văn này hay cách hành văn kia cách nào thích hợp hơn giữa những cách hành văn này nghĩa này hay nghĩa kia nghĩa nào thích hợp hơn nếu vị ấy trả lời này hiền giả với nghĩa này cách hành văn này thích hợp hơn cách hành văn kia giữa những cách hành văn này nghĩa này thích hợp hơn nghĩa kia các ngươi không nên bác bỏ vị ấy không nên phỉ bán vị ấy không bác bỏ không phỉ bán các ngươi phải giải thích cho vị ấy một cách cẩn thận cả nghĩa lẫn hành văn. 179 Lại nữa này Chunda, có vị đồng phạm hạnh khác nói Pháp giữa tăng chúng. Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức ấy nắm nghĩa sai lạc nhưng hành văn đúng đắn, các ngươi không nên tán thán không nên bác bỏ. Không tán thán không bác bỏ, các ngươi nên nói với vị ấy. Này hiền giả, giữa những cách hành văn này nghĩa này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn. Nếu vị ấy trả lời, này hiền giả, giữa những cách hành văn này, nghĩa này thích hợp hơn nghĩa kia, các ngươi không nên bác bỏ vị ấy, không nên phỉ bán vị ấy. Không bác bỏ, không phỉ bán, các ngươi phải giải thích một cách cẩn thận ý nghĩa đúng đắn cho vị ấy. 180 Này Chunda, có vị đồng phạm hạnh nói pháp giữa tăng chúng. Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức này nắm nghĩa đúng đắn nhưng hành văn sai lạc, các ngươi không nên tán tháng, không nên bác bỏ. Không tán tháng, không bác bỏ, các ngươi nên nói với vị ấy. Này hiền giả, giữa những cách hành văn này, nghĩa này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn? Nếu vị ấy trả lời, giữa những cách hành văn này, nghĩa này thích hợp hơn nghĩa kia, các ngươi không nên bác bỏ vị ấy, không nên phỉ bán vị ấy. Không bác bỏ, không phỉ bán, các ngươi phải giải thích một cách cẩn thận hành văn cho vị ấy. 181 Này Chuyên Đa, có vị đồng phạm hạnh khác nói Pháp giữa tăng chúng. Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức này nắm nghĩa đúng đắn và hành văn đúng đắn, các ngươi nên tán động và tán thán vị ấy với câu thật là tốt đẹp. Khi tán đồng và tán thán với câu thật là tốt đẹp, các ngươi phải nói với vị ấy. Này hiền giả, thật là lợi ích cho chúng tôi. Này hiền giả, thật là may mắn cho chúng tôi khi chúng tôi thấy một vị đồng phạm hạnh như hiền giả, tinh thông nghĩa lý như vậy, tinh thông hành văn như vậy. 182 Này Chunda, một pháp mới ta thuyết giảng để ngăn chặn các lậu hoặc ngay trong hiện tại. Này Chunda, ta không thuyết pháp chỉ để diệt trừ các lậu hoặc trong tương lai mà thôi. Này Chunda, ta thuyết pháp vừa để ngăn chặn các lậu hoặc ngay trong hiện tại mà cũng để diệt trừ các lậu hoặc trong tương lai. Do vậy, này Chunda, tấm y mà ta cho phép các ngươi mặc như vậy vừa đủ cho các ngươi ngăn chặn lạnh, ngăn chặn nóng, ngăn chặn sự xúc chạm của các loại trùi mũi của gió mặt trời và các loại bò sát và để che giấu sự hổ thẹn các món ăn khất thực mà ta cho phép các ngươi dùng như vậy vừa đủ để nuôi dưỡng thân thể giúp thân thể sống còn tránh khỏi nguy hại và giúp sống đời phạm hạnh với hy vọng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới nhờ vậy Đời sống của ta mới khỏi bị lầm lỗi và ta sống an lạc. Nhà cửa mà ta cho phép các ngươi an trú, như vậy vừa đủ cho các ngươi ngăn chặn lạnh, ngăn chặn nóng, ngăn chặn sự xúc chạm của ruồi mũi gió, mặt trời và các loại bò sát, chỉ với mục đích tránh thoát sự nguy hiểm của thời tiết và an hưởng đời sống tịnh cư. Các dược phẩm và thuốc trị bệnh mà ta cho phép các ngươi dùng, như vậy vừa đủ để ngăn chặn các cảm thọ đau ốm khởi lên và để gìn giữ, giữ sức khỏe. 183 Này chuyên đa, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói, các sa môn thích tử sống đam mê hỷ lạc. Này chuyên đa, nếu nói như vậy, các du sĩ ngoại đạo phải được trả lời như sau. Này hiền giả, thế nào là đam mê hỷ lạc? đam mê hỷ lạc có nhiều loại, có nhiều cách. Này Chunda, bốn loại đam mê hỷ lạc này là thấp kém, hạ liệt, thuộc phàm phu, không xứng thánh hạnh, không có lợi ích, không hướng đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Thế nào là bốn? Này Chunda, ở đây có người ngu si, sau khi sát sanh, tự mình sung sướng hoan hỷ, đó là hỷ lạc thứ nhất. Lại nữa, này Chunda, ở đây có người sau khi lấy của không cho, tự mình sung sướng, hoan hỷ, đó là hỷ lạc thứ hai. Lại nữa, này Chunda, ở đây có người sau khi nói láo, tự mình sung sướng, hoan hỷ, đó là hỷ lạc thứ ba. Lại nữa, này Chunda, ở đây có người say đắm, đam mê sống vây quanh với năm món dục lạc, đó là hỷ lạc thứ tư. Này Chunda, bốn loại hỷ lạc này là thấp kém, hạ liệt, thuộc phàm phu, không xứng thánh hạnh, không có lợi ích, không hướng đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Này chuyên đa, sự kiện này có thể xảy ra. Các ngoại đạo có thể nói, các sa môn thích tử có phải sống đam mê bốn loại hỷ lạc này không? Họ cần phải được trả lời. Chớ có nói như vậy các ông nói như vậy là nói không đúng đắn. Nói như vậy là các ông xuyên tạc, không đúng sự thật, không thật có. 184 Này Chunda, có bốn loại hỷ lạc nhất định đưa đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Thế nào là bốn? Này Chunda, ở đây vị tí kheo, ly dục, ly ác pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Đó là hỷ lạc thứ nhất. Lại nữa, này chuyên đa, vị tí kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Đó là hỷ lạc thứ hai. Lại nữa, này chuyên đa, vị tí kheo ly hỷ, vân vân đó là hỷ lạc thứ ba. Lại nữa, này chuyên đa, vị tí kheo xả lạc, vân vân, đó là hỷ lạc thứ tư. Này chuyên đa, bốn loại hỷ lạc này nhất định đưa đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Này chuyên đa, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói các vị sa môn thích tử đang sống đam mê bốn loại hỷ lạc này. Họ cần phải được trả lời. Nói như vậy là phải, các ông nói như vậy là nói đúng đắn. Nói như vậy là các ông không xuyên tạc, đúng sự thật và thực có. 185 Này Chunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói, Này hiền giả, những ai sống đam mê theo bốn loại hỷ lạc ấy có thể mong đợi kết quả gì lợi ích gì được hỏi vậy phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như sau này hiền giả những ai sống đam mê bốn loại hỷ lạc ấy có thể mong đợi bốn kết quả bốn sự lợi ích thế nào là bốn này hiền giả ở đây vị tí kheo diệt trừ ba ký sử được nhập vào dòng thánh không còn bị đọa lạc nhất định sẽ được giác ngộ. Đó là kết quả thứ nhất, lợi ích thứ nhất. Lại nữa, này hiền giả, vị tí kheo diệt trừ ba ký sử là mũi lược, tham, sân, si, chứng bậc nhất lai, chỉ còn trở lại đời này một lần nữa trước khi diệt tận khổ đau. Đó là kết quả thứ hai, lợi ích thứ hai. Lại nữa, này hiền giả, vị tí kheo diệt trừ năm hạ phần ký sử được hóa sanh ở tại chỗ ấy mà nhập niết bàn, không còn phải trở lại đời này nữa. Như vậy là kết quả thứ ba, lợi ích thứ ba. Lại nữa, này hiền giả, vị tí kheo diệt trừ các lậu hoặc, tự mình chứng tri, chứng ngộ và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy là kết quả thứ tư, lợi ích thứ tư. Này hiền giả, vị nào sống đam mê bốn loại hỷ lạc này có thể mong đợi bốn kết quả, bốn lợi ích như vậy. 186 Này chuyên đa, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói, các sa môn thích tử sống không giữ vững lập trường. Này chuyên đa, các vị du sĩ ngoại đạo nói vậy, cần phải được trả lời như sau. Này hiền giả, thế tôn, vị đã biết, đã thấy, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đã thuyết, đã trình bày những pháp cho các đệ tử cho đến trọn đời. Này hiền giả, giống như một trụ bằng đá hay bằng sắt, chân cột được khéo chôn sâu vào đất, không lắc qua lại, không có rung động. Cũng vậy, này hiền giả, Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đã thuyết, đã trình bày những pháp cho các đệ tử cho đến trọn đời. Này hiền giả, vị tỷ kheo là bậc a la hán đã diệt trừ các lậu hoặc phạm hạnh đã thành các việc phải làm đã làm đã đặt gánh nặng xuống mục tiêu đã đạt hữu ký sử đã diệt trừ chánh trí giải thoát không thể làm chính việc sau đây này hiền giả vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không thể cố ý tước đoạt sinh mạng của loài hữu tình vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không thể lấy của không cho tức là ăn trộm vị tí kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không thể hành dâm vị tí kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không thể biết mà nói láo vị tí kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không thể cất chứa tiền của để hưởng thọ dục lạc như khi còn tại gia vị tí kheo đã diệt tận các lậu hoặc không thể đi con đường hành tham vị tí kheo đã diệt tận các lậu hoặc không thể đi con đường hành sân vị tí kheo đã diệt tận các lậu hoặc không thể đi con đường hành si, vị tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể đi con đường hành theo sợ hãi. Này hiền giả, một vị tỷ-kheo là bậc A-la-hán đã diệt tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, các việc phải làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục tiêu đã đạt, hữu ký sự đã diệt trừ, chánh trí giải thoát, không thể làm chính việc như vậy. 187 này đa sự kiện này có thể xảy ra các du sĩ ngoại đạo có thể nói như sau đối với quá khứ sa môn gotama có tri kiến siêu việt nhưng đối với tương lai sa môn gotama không có tri kiến siêu việt như sự việc xảy ra như thế nào và vì sao lại xảy ra như vậy như vậy các vị du sĩ ngoại đạo này chủ trương rằng tri kiến về vấn đề này có thể được trình bày nêu rõ bởi tri kiến một vấn đề khác như những kẻ ngu si không thông minh khác. Này Chunda, về vấn đề quá khứ, Như Lai có thức nhớ đến đời sống quá khứ. Ngài muốn như thế nào, ngài có thể nhớ xa được như vậy. Về vấn đề vị Lai, Như Lai có trí do tuệ sanh, đây là đời sống cuối cùng, nay không còn đời sống nào khác nữa. Này Chunda, nếu những gì thuộc quá khứ là hư vọng, không thật, không lợi ích như lai không trả lời. này chuyên nếu những gì thuộc quá khứ là chân chánh như thật nhưng không lợi ích như lai cũng không trả lời. này chuyên nếu những gì thuộc quá khứ là chân chánh như thật có lợi ích như lai biết thời để trả lời câu hỏi ấy. này chuyên nếu những gì thuộc vị lai là hư vọng không thật không lợi ích như lai không trả lời. này chuyên đa nếu những gì thuộc vị lai là chân chánh, như thật, nhưng không lợi ích, như lai cũng không trả lời. Này Chunda, nếu những gì thuộc vị lai là chân chánh, như thật, có lợi ích, như lai biết thời để trả lời câu hỏi ấy một cách vắn tắt. Này Chunda, nếu những gì thuộc hiện tại là hư vọng, không thật, không lợi ích, như lai không trả lời. Này Chunda, nếu những gì thuộc hiện tại là chân chánh, như thật, nhưng không lợi ích, như Lai cũng không trả lời. Này Chunda, nếu những gì thuộc hiện tại là chân chánh, như thật, có lợi ích, Như Lai biết thời để trả lời câu hỏi ấy. 188 Như vậy, này Chunda, đối với các pháp quá khứ, vị Lai, hiện tại, Như Lai là vị nói phải thời, nói chân chánh, nói như thật, nói có lợi ích, nói đúng pháp, nói đúng luật, Do vậy mới gọi là Như Lai. Này Chunda, trong thế giới này với chư thiên, ma vương, phạm thiên, với chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người, những gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được phân biệt, được đạt đến, được tìm cầu, được suy đạt với ý, tất cả đều được Như Lai biết rõ. Do vậy mới gọi là Như Lai. Này Chunda, trong thời gian giữa đêm như lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác và đêm như lai nhập vô dư y niết bàn giới trong thời gian ấy những gì như lai nói trong khi thuyết giảng nói chuyện hay trình bày tất cả là như vậy chứ không gì khác do vậy mới gọi là như lai này chunda như lai nói gì thời làm vậy làm gì thời nói vậy nói gì thời làm vậy làm gì thời nói vậy nên được gọi là như lai đối với thế giới với chư thiên, ma vương, phạm thiên, với chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người, Như Lai là bậc toàn thắng, không ai có thể thắng nổi, bậc toàn kiến, bậc tự tại. 189 Này Chunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói, thế nào là hiện giả, Như Lai có tồn tại sau khi chết không? Như vậy là đúng sự thật ngoài ra là sai lầm này chunda được hỏi vậy ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau như lai không có nói như lai có tồn tại sau khi chết như vậy là đúng sự thật ngoài ra là sai lầm này đa sự kiện này có thể xảy ra các du sĩ ngoại đạo có thể nói thế nào hiền giả như lai không có tồn tại sau khi chết có phải không như vậy là đúng sự thật ngoài ra là sai lầm. Này Chuyên Đa, được hỏi vậy, ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau. Như Lai không có nói, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Chuyên Đa, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói, Thế nào hiền giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, vân vân như lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết như vậy là đúng sự thật ngoài ra là sai lầm này chunda được nói vậy ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau như lai không có nói như lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết như vậy là đúng sự thật ngoài ra là sai lầm này chunda sự kiện này có thể xảy ra các du sĩ ngoại đạo có thể nói này hiền giả vì sao sa môn gotama lại không nói này chunda được hỏi vậy ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau này hiền giả vì không liên hệ đến lợi ích không liên hệ đến pháp không liên hệ đến căn bản phạm hạnh không hướng đến yểm ly vô tham đoạn diệt an tịnh thắng trí giác ngộ và niết bàn do vậy thế tôn không trả lời 190. Này Chunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói. Này Hiền giả, Gotama nói điều gì? Này Chunda, được hỏi vậy, ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau. Đây là khổ. Này Hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Đây là khổ tập. Này Hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Đây là khổ diệt. Này Hiền giả đó là điều Thế Tôn nói. Đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Này chuyên đa, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói. Này hiền giả, vì sao Thế Tôn lại nói vậy? Này chuyên đa, được hỏi như vậy, ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau. Này hiền giả, vì liên hệ đến lợi ích, liên hệ đến pháp, liên hệ đến căn bản phạm hạnh vì nhất định hướng đến yểm ly, vô tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn, do vậy Thế Tôn mới nói. 191. Này Chunda, mọi biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ, những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi. Những biện luận nào không đáng nói cho các ngươi, sao ta lại sẽ nói cho các ngươi? Này Chunda, mọi biện luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai, những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi. Còn những biện luận nào không đáng nói cho các ngươi, sao ta lại sẽ nói cho các ngươi? Này Chunda, thấy nào là những biện luận về tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ? Những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi và những biện luận không đáng nói cho các ngươi, sao ta lại sẽ nói cho các ngươi? Này Chunda, có một số sa môn, bà la môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau. Bản ngã về thế giới là thường còn, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Chunda, lại có một số sa môn, bà la môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau. Bản ngã và thế giới là không thường còn, vân vân. Bản ngã và thế giới là thường còn và không thường còn, vân vân. Bản ngã và thế giới là không thường còn và không không thường còn, vân vân. Bản ngã và thế giới là do mình tự tạo ra, vân vân. Bản ngã và thế giới là do người khác tạo ra, vân vân. Bản ngã và thế giới là do mình tạo ra và do người khác tạo ra, vân vân. Bản ngã và thế giới là không do mình tự tạo ra, và cũng không phải do người khác tạo ra, do tự nhiên sanh. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Lạc khổ là thường còn, vân vân. Lạc khổ là vô thường, vân vân. Lạc khổ là thường còn và vô thường, vân vân. Lạc khổ là không thường còn và không vô thường, vân vân. Lạc khổ là do mình tự tạo ra, vân vân lạc khổ là do người khác tạo ra, vân vân. Lạc khổ là do mình tự tạo và cũng do người khác tạo ra, vân vân. Lạc khổ không do mình tự tạo ra, không do người khác tạo ra, do tự nhiên sanh. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. 192 Này Chunda, những vị sa môn, bà la môn nào có quan điểm như sau có tri kiến như sau bản ngã và thế giới là thường còn như vậy là đúng sự thật ngoài ra đều là sai lầm ta đến những vị ấy và nói này hiền giả có phải hiền giả nói rằng bản ngã và thế giới là thường còn không nếu các vị ấy trả lời như vậy là đúng sự thật ngoài ra đều là sai lầm thì ta không chấp nhận như vậy tại sao vậy có một số hữu tình có những tư tưởng sai khác ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta, chứ đừng nói cao hơn. Như vậy, ở đây ta cao hơn về thượng trí. 193 Này Chunda, những sa môn, bà la môn nào có quan điểm như sao, có tri kiến như sao? Bản ngã và thế giới là vô thường, vân vân. Bản ngã và thế giới là thường còn và vô thường, vân vân bản ngã và thế giới là không thường còn và không không thường còn, vân vân. Bản ngã và thế giới là do mình tự tạo ra, vân vân. Bản ngã và thế giới là do người khác tạo ra, vân vân. Bản ngã và thế giới là do mình tự tạo ra và do người khác tạo ra, vân vân. Bản ngã và thế giới là không do mình tự tạo ra và cũng không do người khác tạo ra, do tự nhiên sanh, vân vân lạc khổ là thường còn, vân vân. Lạc khổ là vô thường, vân vân. Lạc khổ là thường còn và vô thường, vân vân. Lạc khổ không thường còn và không vô thường, vân vân. Lạc khổ là mình tự tạo ra, vân vân. Lạc khổ là người khác tạo ra, vân vân. Lạc khổ là mình tự tạo ra và người khác tạo ra, vân vân lạc khổ không tự mình tạo ra và không do người khác tạo ra do tự nhiên sanh như vậy là đúng sự thật ngoài ra đều là sai lầm ta đến những vị ấy và nói này hiền giả có phải hiền giả nói rằng lạc khổ là tự nhiên sanh không tự mình tạo ra và không do người khác tạo ra nếu các vị ấy trả lời như vậy là đúng sự thật ngoài ra đều là sai lầm thì ta không chấp nhận như vậy Tại sao vậy? Không một số hữu tình có những ý tưởng sai khác. Này Chunda, ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta, chứ đừng nói cao hơn. Như vậy, ở đây ta cao hơn về thượng trí. Này Chunda, những biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ này, biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi, còn những biện luận nào không đáng nói cho các ngươi sao ta lại sẽ nói cho các ngươi? 194 Này Chunda đa, thế nào là những biện luận về tà kiến liên hệ đến tương lai? Những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi. Những biện luận không đáng nói cho các ngươi, sao ta lại sẽ nói cho các ngươi? Này Chunda có một số sa môn, bà la môn, có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau, bản ngã là có sắc, không bệnh sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Lại nữa, này Chunda, có một số sa môn, bà la môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau. Bản ngã là vô sắc, vân vân. Bản ngã là có sắc và vô sắc, vân vân. Bản ngã là không có sắc, không vô sắc, vân vân. Bản ngã là có tưởng, vân vân. Bản ngã là vô tưởng, vân vân. Bản ngã là không có tưởng, không vô tưởng, vân vân. Bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không có tồn tại. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này chuyên đa, những vị sa môn, bà la môn nào có quan điểm như sao, có tri kiến như sao? Bản ngã là có sắc, không có bệnh sau khi chết, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Ta đến những vị ấy và nói, này hiền giả, có phải hiền giả có nói bản ngã là có sắc, không có bệnh sau khi chết? Nếu các vị ấy trả lời, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm, thì ta không chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Này Chunda, vì có một số hữu tình, có những tư tưởng sai khác. Này Chunda, ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta, chứ đừng nói cao hơn. Như vậy, ở đây ta cao hơn về thượng trí. 195 Này chuyên đa, có những sa môn, bà la môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau. Bản ngã là vô sắc, vân vân. Bản ngã là có sắc và vô sắc, vân vân. Bản ngã là không có sắc và không vô sắc, vân vân. Bản ngã là có tưởng, vân vân. Bản ngã là vô tưởng, vân vân. Bản ngã là không có tưởng và không vô tưởng, vân vân bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không có tồn tại. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Ta đến những vị ấy và nói, Này hiền giả, có phải hiền giả nói rằng bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không có tồn tại? Này chuyên đa, nếu những vị ấy nói, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm, thì ta không chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? vì có một số hữu tình có những tư tưởng sai khác. Này Chunda, ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta, chứ đừng nói cao hơn. Như vậy, ở đây, ta cao hơn về thượng trí. Này Chunda, những biện luận về những tà kiến liên hệ đến tương lai này, những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi, còn những biện luận nào không đáng nói cho các ngươi, sao ta lại sẽ nói cho các ngươi? 196. Này Chunda, với mục đích đoạn trừ và vượt qua những biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ này và các biện luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai này, mà bốn pháp niệm xứ được ta tuyên thuyết trình bày. Thế nào là bốn? Này Chunda, ở đây, vị Tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích nhiếp phục tham ưu ở đời quán thọ trên các cảm thọ, vân vân, quán tâm trên các tâm, vân vân, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích nhiếp phục tham ưu ở đời. Này chuyên đa, với mục đích đoạn trừ và vượt qua các biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ này và các biện luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai này mà bốn niệm xứ được ta tuyên thuyết trình bày. 197. Lúc bấy giờ, tôn giả Upavana đang đứng sau lưng hầu quạt Thế Tôn. Tôn giả Upavana bạch Thế Tôn. Thật hy hữu thay bạch Thế Tôn. Thật kỳ diệu thay bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, pháp thoại này thật là thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, pháp thoại này thật là tuyệt đối thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, pháp thoại này tên là gì? Này Upavana! Pháp thoại này là thanh tịnh, Basadika, hãy như vậy mà phụng trì. Thế Tôn thuyết dạy như vậy, Tôn giả Upavana hoan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn.